Người nơi đây nói rằng làm nước mắm ngon phải từ các loại cá cơm như cá cơm than, cơm phấn, cơm săn, sọc tiêu, sống quanh vùng biển Phú Quốc. Dân từ Đà Nẵng vào đến Cà Mau, không ai làm nước mắm từ cá biển miệt Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sản xuất nước mắm ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là nghề truyền thống, hình thành và phát triển đến nay hơn 200 năm. Người ta chế biến nước mắm bằng những thùng gỗ lớn bằng cá cơm đánh bắt từ biển. Tên gọi nhà thùng nước mắm Phú Quốc cũng vì thế mà ra đời. Từ những con cá, hạt muối mặn mòi của biển, những nghệ nhân làng chài Việt đã tạo nên loại gia vị độc đáo mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được. Và thật không quá khi nói nước mắm là gia vị bí ẩn của ẩm thực, làm nên điểm khác biệt của ẩm thực Việt so với các dân tộc khác. Bán mắm chinh su năm ngư, bán hai loại đó, chừng tham gia chương trình trưng bày rồi năm ngư chinh su mắm đệ với lại nước tương. Mấy thương hiệu như bà Bảy kể không phải là loại ngon nhất xứ Phú Quốc, mà đơn giản đây là những thương hiệu được nhà thùng tại Phú Quốc đang đẩy mạnh tiếp thị quảng cáo tại các chợ từ đô thị như ở Sài Gòn cho đến các miệt chợ quê. Đây cũng được, bán cũng được, chạy hàng. Mình hợp đồng trưng bày thì mình quảng cáo cái nó cho nó chạy hàng. Một chai, hai chai, rồi 4-5 chai, người làm nhiều thì họ mua 3-4 chai vậy đó. Dù là nhãn hiệu gì đi nữa thì với người Việt Nam, bữa cơm nào cũng có một chén nước mắm nhỏ làm nước chấm, khi thì chấm rau, khi thì chấm cá, chấm thịt. Hình ảnh mâm cơm có anh, có chị, có mẹ cha quây quần, sẽ chia bát nước mắm nghĩa tình, giờ người Việt xa xứ nghĩ đến như ấm cả cõi lòng, đã thành thói quen khó bỏ. Có thể nói chén nước mắm chấm chung đã trở thành nét văn hóa ẩm thực quê hương. Ở chuộng thì bây giờ mình bán ở đó, mình quảng cáo ở đó, khách họ mua ở đó, cũng năm ngư, chinh su với tương rồi giả đó con. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Phú Quốc và Sài Gòn.